lớn quá. Nước lớn quá, hôm mưa lớn quá. Ủa đây đây. Còn sống, còn sống, còn sống. Ồ, còn sống. Hai ba con luôn. Vô vô rồi, vô rồi. Có điểm này là trước là của anh Đạt mấy con bự bự mà đợt đây lương cũng hơi nhỏ. Rồi hello, chào anh em nha. Sáng nay mấy anh em mình có một clip khá là đặc biệt anh em ơi. Hôm nay những cái đồ chơi của mấy anh em về cũng tương đối là nhiều nè. Sáng nay là về được thêm 10 cái lập S anh em ơi. Lập S mình thấy những cô chú ở miền Tây đặt S hấp dẫn quá. Mà mình phát hiện là ở quê mình S nó túc rất là nhiều. Nên mình có đặt lập S của mấy cô chú miền Tây là đặt 10 cái lập S anh em ơi. Đây S mình thấy cũng khá là chắc chắn này. Thật sự ở miền Tây mà cô chú những về những cái dụng cụ săn bắt đồ đồng thì mình thấy rất là đẳng cấp luôn anh em ơi. Đây là cái lập ếch anh em ơi. Mình cũng tìm hiểu khá là kỹ rồi. Nói chung là trước khi mình làm cái gì mình học hỏi theo người ta thì mình phải tìm hiểu cho thật kỹ anh em ơi. Chứ không là sai bạ sai vợ hết. Đó, đây là cái lập ếch anh em ơi. Lập ếch này, cái đoạn này là để mình lấy ếch ra và mình bỏ mồi vô này. Rất là tiện dụng luôn. Anh em cứ mùa mưa thì mình xém đồ cho nó nhiều để anh em mình săn bắt cho đã. Đây là 10 cái đập S này anh em ơi. Đập S là mình theo mình thấy cô chú miền Tây là khi đặt đập S là lấy một cái miếng bịch giấy dầu tủ lên này. Xem cái lấy bùn phủ gọi là nghị trang cái đập S và đặt kiểu cái phương thẳng đứng này anh em ơi. Khi S chung vô. Cái đây cái kiểu hình thức nó làm như cái toa lương này của em. Đúng rồi. Tức là lại mình có to lương này. Vô được mà ra không được. Bà thấy lạ không bảo? Dạ lạ luôn, lần đầu tiên thấy luôn. Đó cái lợp ếch đây. Thì mình bỏ mồi vô thì ếch nó sẽ chung vô đây. Cái đây nó mềm anh em, chung vô vô tư luôn. Đây là 10 cái lợp ếch bỏ mặt bên của em. Cái này anh lấy 3 đô ăn két mà mình sử dụng nhiều lần. Nếu 3 đô két mình ấy xem cái mà mình nhận vô lại đây này. Cái bịch cám á, bịch cám cò. Đây là 10 cái lợp ếch này. Quá đẳng cấp. Anh em mình cứ xém này, anh em mình cứ mùa mưa anh em mình đi săn bắt khá lượm. Còn cái đây là cái đục để anh em mình đựng cá rồi. Cái đây là cũng khá là chắc chắn này. Cái này mình mua 300 mấy này. Rất là cứng luôn. Toàn bảo đứng lên không gãy luôn. Quá chắc luôn rồi. Bỏ con gì không bao giờ mà lột được. Đúng không? Anh em thấy tiện dụng không? Cái đây anh em mình đi cắm câu này, đi thả lưới đâu này, anh em mình bỏ cá nó rất là tiện. Còn đây là cái sợi dây rô đồng anh em ơi. Sợi dây rô đồng này. Cái đây thì ngày hôm qua mình đi đặt thử hai cái sợi dây mà sao không có con nào vô hết anh em ơi. Anh em nào có cái bài mồi gì hay chỉ giúp mình vô nha. Đây cái nguyên lý hoạt động nó cũng đơn giản anh em ơi. Nó chung vô mà nó ra không được có kiểu như cái hôm lương này và như hôm ấy nó chung vô rất là dễ dàng này. Em thấy không? Mà nó ra thì nó sẽ gẹp ra những cái đường chéo thì nó cắn cái đầu của con cá rô đồng thì nó sẽ không có lọt ra được. Đó, anh em mình đặt được cũng 10 cái sợi dây anh em ơi. Anh em mình mới hôm qua mình đi đặt thử mà sợi dây thì mớm. Còn bên đây là 10 cái lập cá cải tiến anh em ơi. Anh em mình mua về mà cũng chưa kịp làm khung. Ngày hôm qua mình đi đặt hai cái sợi dây và một cái lợp đi mình lợp cải tiến này, mình đặt thử này. Dính được mớ ốc và một con lươn anh em ơi. Mình cho anh em cho hỏi mà sao mình cũng không ngờ là mình kêu cái đây thì mà sao mà nó vô con lươn được rất là hay luôn. Vì mình không có bỏ mồi vậy. Mà khi trước khi mình mua cái lợp cải tiến này mình đã hỏi chủ shop rất là kỹ. Người ta kêu cái đây thì cứ đặt ở dưới nước chứ không cần bỏ mồi vậy. Và mình bỏ một cái chai nhựa anh em. Khi mà lỡ nước lớn là nó sẽ dâng theo chứ không. Mình không bỏ nhựa là nước ngập là nó sẽ chết con cá hay con lươn. Mà cái đây mình nghĩ là để đây là mình nghĩ nó sẽ sát dưới đây. Có dưới con lương nó dễ vô hơn. Mà chắc làm gì cô chú miền Tây làm gì nó phải có lý do hết. Nên người ta phải làm cao lên đây anh em ơi. Mà mình không ngờ là sáng nay dính một con lương anh em ơi. Lương đây là ở quê mình gọi là lương mì này anh em. Lương mì chứ không phải là lương vàng đâu. Đây là con lương mì này. Con lương nhìn ấu ghê. Anh em mình chưa định đi đặt tấm lương đâu. Mình đợi là tầm cỡ 20-30 ngày nữa là trời nó bắt đầu mưa là trùng mình kiếm cũng rất là dễ nè. Và vô đá là nước nó lên xuống liên tục thì lương nó sẽ di chuyển đi rất là nhiều. Mà sáng nay mình với cô em với bả với cô Hiệu xuống thêm một cái lợp thì đã phát hiện dính một con lương.
Và chiều hôm qua là mình thấy có hai chú cách đây, cách nhà mình khoảng mười mấy cây số là chở hai ba ống trúm đi đặt lương, là mình nghĩ là lương bắt đầu là vô mùa rồi. Bây giờ là vô mùa rồi. Nên anh em mình quyết định là hôm nay anh em mình sẽ đi đặt trúm lương. Anh em mình sẽ làm mồi buổi sáng nha. Làm mồi buổi sáng, mình trộn mồi buổi sáng để nó bay mùi, là chiều tối bắt đầu mình anh em mình sẽ đi đặt lương. Thì mình đã làm thêm, mình bỏ thêm một cái cọng dây rút lên đây anh em. Khi mình đút cái cây vô là cái lương to hay là nó cắn, nó chung xuống thì cái to nó không có bị tuột xuống dưới nha. Cái đây để mình giữ là cái hôm tri lại này, đổ cọng dây rút này. Hôm nay không có trùng thì mấy anh em mình sẽ sử dụng một ốc nha, một ốc, và mình sử dụng thêm một ít cái hương liệu để mình tạo mùi để cho con lương nó dễ phát hiện hơn. Đúng là ở quê mình thấy nhẹm nhất là chỉ có một trùng thôi, một trùng hầu giờ ở quê mình cứ xài một trùng là cực nhẹm luôn, không có màu gì mà nhẹm bằng màu trùng. Màu trùng bây giờ mùa mén quá, nó chưa, nó lấp hay như sầu, trà khô quá, mùa mưa nó trầu lên. Con lương kia thì anh em mình chắc mình bỏ vô thùng để bữa sau mình thọ trấm lỡ ít thì mình lấy mình vô mình phụ thêm để cho nhiều nhiều làm clip cho anh em xem, với lỡ có một hai con là mớm luôn á. Mà đặc biệt cái là ngày mai là đám cưới của anh Hai Gà, cô em với cô Hiệu thì có trong cái danh sách là bưng quả cho anh Hai Gà nha anh em đây nha. Mai cô em và cô Hiệu sẽ đi bưng quả cho anh Hai Gà, còn mình và bả thì mai sẽ đi thu ống trúm lương. Chiều thì mấy anh em mình sẽ tranh thủ bốn anh em mình đi đặt trúm, còn ngày mai đi thu ống trúm thì sẽ vắng mặt cô Hiệu và cô em nha anh em. Đây là mình thông báo trước, bác công hỏi mai anh em hỏi kêu sao không thấy cô Hiệu cô Bảo đâu. Trong ngày mai là cũng ngày vui trọng hỷ của anh Hai Gà, nên anh em mình đi thêm ống trúm lương, và nếu có lương thì mình sẽ rộng lại trong thùng để ngày hôm sau cô em và cô Hiệu có mặt thì má anh em mình sẽ nấu ăn và làm ăn thịt cho anh em xem. Trong ngày mai là má anh em team mình là cũng nghỉ, cũng ở gần nhà cũng có tiệc, cũng làm vợ cũng buộc đông nên cũng làm không được đâu anh em ơi. Sát cho nhà mình luôn. Cái đạp anh Hai Gà là sao cái vách đất cho mình luôn này. Ngày mai má anh em mình cũng tập trung cũng đông đủ lắm. Bây giờ sáng giờ cô em và Hiệu và Bảo cũng bắt được một số ốc. Bây giờ má anh em mình sẽ tiến hành ra kia mình đập ốc và mình trộn mồi để chiều cái mồi mình nó hơi ương nhị một xíu, anh em mình sẽ tiến hành đi đặt ống trúm lương nha anh em. Đây là cái số ốc biêu vàng anh em ơi. Anh em mình hồi nãy có đi bắt này, ban ngày thì ốc biêu vàng hơi khó bắt. Họ màu này cũng đành cua đóng phá lương ít đồ phá đấy anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đập dập rồi anh em ơi. Đó, đập chảy là được anh của em. Đập dập ra xíu cũng được. Đó anh em mình cho nó bé cái vỏ. Đúng không? Đó, anh em mình cứ đập dập ra, sau đó mình sẽ trộn thêm một số cái hương liệu để anh em mình tiến hành đi đặt trúm lương nha. Thì đợt này nắng quá không có trùng. Anh em nào mà có những cái bài mồi nào để đánh lương hiệu quả này, cắm câu ếch, đặt lập ếch, đặt sợi dây có rô đồng thì anh em bình luận phía dưới giúp Toàn nha. Hồi giờ thì mình có tìm hiểu thì sợi dây có rô đồng thì một số anh em thì trộn với lúa ngâm cái kiểu ngâm cho nó chua lên nha anh em, và trộn với gạo. Còn bài thuốc bài mồi thứ hai là sắt mém trộn với đất. Đó là mình theo mình tìm hiểu, còn anh em nào có bài thuốc nào mà hay thì mọi người chỉ giúp mình nha. Bả bên này lấy gì giỏ giỏ bảo đấy, giỏ này luôn, giỏ như vậy đâu coi, giỏ gì đâu đó. Không ổn. Để của em đập nhanh mà. Anh em mình cho mẫu nhiều để mình đặt cho nó nhẹm của em. Đây mà có nhà là có vịt sim mà bác ngày mà bác một con vịt cho ăn tầm cái chục con ốc là lớn như thánh gián luôn. Em mô tư. Thế anh em mình chuyển thêm nghề nuôi vịt đi. Bây giờ cũng chuyển nhà nuôi vịt xem. Cứ bét ốc gì đập cho nó ăn. Ăn nhanh lớn lắm. Nhanh lớn. Nhất là mấy vịt sim là ăn màu đây là lớn như thánh giám luôn. Đây là cái số ốc của mấy anh em mình vừa rồi đã đập dập ra nha anh em. Và mình chắc cho nó ráo nước đi. Bây giờ mình sẽ
cho cái chất phụ da nó vô. Vì không có trùng thì mình sẽ tan thêm cái đậu tanh của y dính cọp he. Tan thêm cái màu tanh của bài mồi của mình nha. Đó, trộn lên. Trộn lên cho nó thấm đều cái chất phụ da này. Màu vàng không vô nữa là thâu luôn. Bây giờ đem xào lá lớp. Ý hòa luôn anh. Ăn rồi nó két hết lại. Két hết luôn. Này mà chỗ ốc nó làm đó, làm đi chỗ làm ấy. Bán hết. Đó mình sẽ cứ trộn đều cho nó thấm cái hương đều mồi. Mấy công lương vô dành kêu bên kia thơm hơn bên đây nữa. Dành lộn nó ăn lỗ nữa. Con bì á. Con bì nó không chịu nữa. Trộn đều nha. Xúc chảo. Ốc này nó cắt một cái là còn hơn vô làm. Đâu, thấm đều đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho mồi vô vô ống nha. Đưa qua em đậy nắp lại. Rồi, một em. Đủ đảm bảo. Hai ống. Đây. Từ từ làm gì rung với bảo. Cho nhiều nhiều cho đậm 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 cái mùi lương nó vô là anh em mình cứ lụm nó vô khi nó vô là vô luôn nè cho mà luôn nè ngủ luôn sáng về đánh đánh giấc. Em cho một ống cho tầm có 7-5 con chụp con ốc vô đây. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành mình bỏ hết cái mồi vô ống tấm lương. Sau đó mình ủ ủ mồi trong ống tấm luôn. Để chiều anh em mình sẽ tiến hành anh em mình đi thả nha. Dài rồi. Hầu hầu dễ nhạy nữa. Khơi dậy cái mùi lên. Khơi dậy ưng ưng nữa. Vì bả đâu ăn lương được không bảo? Không lương được, bảo cự. Vậy ứng cái món đấy mà. Cự. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành đi đặt ống nha. Em nhiều quá mình bỏ qua bao. Bây giờ tầm 5 giờ rồi anh em ơi. Anh em mình sẽ tiến hành đi đặt ống. Không, một bao. Cái gì? Cái món này thì mình sẽ đặt tầm 2 đến 3 ống nha. Muốn lại gần bên nhà mình luôn. Lương học ở máy đã muốn. Đúng rồi. Máy đầm lầy rồi nè. Đâu. Em theo chân máy em anh nha. Đặt phía trang đây nè. Ngoài chỗ nào nước hơi xếp xếp cho sau mình đặt một ống. Đặt chứ chỗ đây một ống này. Ồ, nước cạn quá. Sao sao kìa ha. Đây ở phía bên trang. Đang hơi bị rào đây rồi. Này mình xe. Sẽ đặt trong đây
trong đây nước tù nè anh em ơi. Anh em thấy vậy chứ đặt dễ của lương đó mày. Mình sẽ đặt mình nửa cái ống thở cho nó liên tiếp trên nha. Anh em đặt lưu ý mà, mình duỗi cái phần màu cho nó xuống cái ngay cho cái toa. Còn ống nữa ngay đây bạn. Duỗi cái phần màu nó xuống cái toa cho nó bay mùi. Ui cái. Còn này sâu anh em ơi. Đặt nó sát miệng nó sát dưới bùn này nè, lương nó sẽ bán hai rồi nó rồi nó ăn mồi nha. Mình sẽ đặt chỗ nó ở đây một ấm thôi, còn thả đó ấy là một ấm ngoài ngay chỗ sâu sâu đây. Giữa đám này mình sẽ vũ cái phần màu đó nó đi xuống ngay cho có toai cho nó bám cái mùi. Anh em đặt cũng không có cần đặt nước sâu quá đâu, nước vừa đâu. Đừng ngồi dốc quá. Để đắt cứng quá. Đây là bợt này mà đắt cứng như vậy ta. Rồi. Anh em đưa ý à. Để cái phần ống á. Phần đít ống ngửa lên nha, lên trên nha. Để cho lương nó có oxy chứ không là nó sẽ bị ngọt nó chết nha. Nên em sẽ nghĩ rằng rồi anh em mình sẽ tiếp tục để đặt nhược điểm còn lại nha anh em. Anh em mình sẽ tiến hành đặt ống tiếp theo ở đây nha anh em. Đặt máy lùm này. Bây giờ máy cho là dễ con lương nè. Bụi lặm rồi nè. Dễ. Mình xui. Mình càng lại để tao kích thủ. Thủ lá lại nha nè. Anh em đặt những cái mương này. Mương vào trong những cái lùm cây như thế này. Rậm rạp như thế này. Anh em mình hy vọng sáng mai kiếm ít con. Thì bạn mà có nha. Đúng rồi. Lương đánh mùi đi. Ê, Nghĩa Trang vừa với Mai tiền không ra. Mai không nhớ luôn. Anh em mình vừa đạt được tầm nem ống. Bây giờ mấy anh em sẽ xuống dưới cái đập đây của em. Dạ. Đây mình xuống đập vào những cái con mương rút anh em, mình sẽ đặt ở những cái vị trí đấy. Vị trí nào khả nghi. Đám muống này cũng ngon lắm nè, mà đám muống này chưa có nước. Đám muống này mà vừa lục xem á. Kém chắc chắn là khả năng xác suất phải 70% sẽ có. Đây mình cứ kém dưới bèo. Đơn của em. Trước khi cho em.
Anh nghĩ dưới đây là cua nếu ở lộn lưu mà chết phải là hàng khủng mạnh. Bây giờ bèo 2 năm nay đâu có ai có nhà bét được đâu. Đây là bao rầm rạp. Toàn là bèo không à. Ui. Hai năm nay đâu có ai bét được chết hàng khủng không. Hàng khủng bự. Không có thôi chứ có là đáng không tìm bắt cào luôn á. Hy vọng mà sẽ có nhà này. Đây nếu hết bèo hết trời lục rồi, như sau đây được. Mà nó không có lục là coi như là rồi. Chờ tiếp tục năm sau. Anh em mình cứ kém là cứ chúc cái phần cái miệng ống sát vô bùn á. Còn phần đuôi dính lên đây, anh em lưu ý là khi thấy là nhớ cho phần mồi nó xuống ra phần toa để con lươn nó đi nó thấy mùi nó thơm. Đặt kéo lên quay. Nghĩ ở đây không cần gì trang rồi. Không có cái tủ nào vô đâu được đâu. Thì các bạn ngày mai là may mắn nha anh em. Mày vô ấp đen này. Ở đâu? Lùm quá. Đâu? Con này nó cứ xếp xếp như vậy. Chỗ nào? Đó. Đưa anh ống đi. Đây dính củ cây gần ra. Không phải đâu. Anh cũng tưởng cây đấy mà má thử làm phải. Cây gần á. Cây lá. Ủa gai quá. Rồi mấy đứa đưa anh một ống đi, mấy đứa khỏi xuống đi. Thế chung vô như điểm này là mới dễ có. Ý kiểu luôn á. Nó giống 90%. Cái này chỗ này thả cái gì con tàu ngon lắm nè. Ui. Không. Cái chỗ đây bữa em biết đây. Cái đây biết làm gì của em, chấm câu. Cái bãi đây kem câu đúng bài luôn. Nước lớn lớn mà liền kem câu y bà luôn anh. Ừ, cái bãi kem câu ngon. Xung quanh là bèo nó ngập ngập khí á. Nói chung vô nó thở là y kiểu luôn. Bây giờ còn hai ống ở phía dưới đây, mình với cô em đặt hết hai ống đây là mình sẽ di chuyển điểm khác nha. Cô em xuống sâu sâu tới tầm một mấy nữa em đặt sát bờ, em đừng đặt nước sâu đặt nó không có đâu. Lương phải đặt sát bờ. Điểm mai thử xem có không nha này. Đạt giật xuống như nước nó đang giật ngang của em. Em đừng đạt sát bờ quá, đạt cũng tương đấu với nước nó đang giật á, em đạt sát quá cái sáng cái nó khô nước á. Nước đây nó đang bị giật nước này. Anh em lưu ý là nhớ khi kém là phải dọn cái chỗ khu đất mà trước cái miệng toa của mình nha. Nhiều lúc anh em không để ý cái nó gạt cái cây cái nó vướng á. Nó vướng cái con lươn nó chung vô không được à. Coi như sang á. Rồi, anh em mình tương đối là ổn á, đạt sớm này được 8 ống rồi. Bây giờ còn 7 ống á, mấy anh em mình sẽ tiếp tục đi đặt những cái điểm còn lại nha. Thì mấy anh em sẽ tiếp tục đặt phía dưới đây nha nè. Cái đây đợt trước mấy anh em mình Dương Hậu đạt lượng rất là to. Ở ngoài em đạt gần cái cổng vô em đạt một ống chỗ đấy. Của em xí ra kia đạt một ống coi nhanh nha. Đủ hết cái phần ốc phía dưới ra cho nó bè mùi nha.
Em sẽ bỏ ít cỏ đây thì trang. Trước mắt em mình nghỉ trang kỹ quá, sáng ngày tìm ống không ra luôn. Ok, cô em đặt ngoài kia một ống là hiện tại là còn nem ống anh em ơi, nem ống thì anh em mình sẽ đi vòng 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 đặt cho xong luôn. Bây giờ mấy giờ thì anh em giờ 20 rồi anh em ơi, đây mình đặt bằng quặng quặng tầm 6 giờ về tới nhà. Mình sẽ đặt một ống ở phía dưới đây nhà này. Thấy mấy lượng lượng cái lượng hàng lượng nó đào sâu kìa. Hàng lượng hả? Đào sâu nhưng xuống đây nó có độ ẩm ở dưới hàng. Ở dân phủ mà. Bữa nó múc bừa nó múc thù quá em có nó. Do mùa khô em. À. Mùa khô thì nó đà xuống sâu vậy nó có độ ẩm. Ở đây phía dưới cánh cây mình kê ống lên. Ống bị ngập nước. Rồi muốn ăn này, rồi mình kém điểm nước tù xem thử như thế nào. Từ coi, để mình quan sát đây. Sát thì hình như thế nào. Thì xuống phía dưới đây nè, phía đây nè, trên kia nước hoa cạn. Mấy cái rầm này. Có mấy điểm này rất là đẹp luôn anh em ạ. Cực đẹp luôn. Mấy bãi này rất đẹp nè. Tầm mà tôi có quay clip cho anh em xem. Cám những cái bãi này thấy rất là quá đẹp luôn. Đây mà có dài cái lùm đại lục bình nữa nè. Tì kiểu thấy nước chấm luôn. Em đi đi chuyển lên làng phía dưới đây. Con gì trẻ chuột hay gì. Xem thử chỗ nào nước cạn quá thì mình không có cám nha. Vì nước cạn quá lương nó không có đi. Kiếm cái chỗ nào mà nước nó hơi sâu sâu một tí. Đây quên. Anh em thấy vậy nó cạn mà nước mưa chứ. Nó có nước là lương nó dưới con phủ nó ngoài đây nè. Lương nó hay lắm. Ngoài này đi kiếm ăn trùng rồi. Lương à. Có nước là nó. Thấy ống chưa Bảo? Thấy rồi. Có ba ống hả? Rồi, anh em mình sẽ di chuyển qua nhà. Anh em mình đã cám hoàn thiện là 15 cái ống cấm rồi nha anh em. Thì bạn sáng mai sẽ có kết quả trong đường ký cũng được. Ký là anh em mình có bữa nấu ăn chất lượng à. Sáng nay mình với bà sẽ đi thêm mắm trúng nha anh em ơi. Mình quan sát rồi tối qua mưa lớn quá, bây giờ nước nó dâng cao tầm cỡ 20 phân anh em. Bây giờ mình nghĩ nếu có lương trong ống thì chắc chắn lương nó sẽ bị chết rồi. Ôi. Mình tưởng hôm qua là không có mưa, không ngờ sáng tầm rạng sáng tầm 12 giờ mấy một giờ sáng mưa rất là to luôn anh em. Nước bây giờ nó dâng lên thiệt là cao anh em thấy không? Hôm qua nước ít rồi, giờ nước cái này quá trời nước luôn. Rồi bảo vô lượm ống này bảo. Ôi tiếc quá anh em ơi. Đi từ em không mang dép vô gai không. Đó bên sát đấy. Trúc nước ngược ra. Đưa qua thử các bạn. Mớm à. Bảo rút đổ ốc ra cho nó thúi quá lần sau. Rút đổ bờ đó. Được không? Rồi, xúc ống đi. Mớm rồi em ơi. Rồi bây giờ có lương thì nó cũng chết rồi. Nước lớn quá. Okay.
Ôi, tối qua nước to quá này mà mưa ngập hết. Nghe này, này bà ơi, thấy chưa? Lớn ngập hết ống à. Có thì lương nó cũng bị nó chết à. Cũng có rồi. Xúc ống bà ơi. Còn có xíu. Đâu? Đây. Gần coi thử đây. Chết chưa? Nó yếu rồi, chết rồi chi. Ơi. Bò luôn rồi. Được một con anh em ơi. Chết mất rồi. Nó bị ngập nước anh em. Ngập nước ngập nước nó bị ngọt mà chưa ương. Nước lớn quá. Thôi mình canh cái ống thở lên tầm cỡ nem bẻ phân. Em phân một cái mình thua anh em. Nước lớn quá. Ông này thử xem coi. Ông này nó ngập ống thở nè. Ngập lúc luôn rồi. Rút to rồi. Không có này. Muốn là không có. Mình sáng nay mình tự tin ghê gớm luôn. Cuối cùng có một con. Tiếc quá, nước lớn nữa. Nước lớn à, lương chết. Có cũng bị chết. Qua uống luôn. Anh em mình sẽ tiếp tục xem ống này. Ống ấy à. Ồ, nước lúc ngập. Ngập hết ống. Chúc ta bạn. Chúc ta. Như có. Được thưa bạn. Hơi nặng nặng. Có lương rồi. Mời cũng bị chết rồi. Có lương. Có lương rồi này mày. Chết rồi. Mưa lớn quá. Nước lớn quá, hôm mưa lớn quá. Ồ đây đây. Còn sống, còn sống, còn sống. Ồ, còn sống. Hai ba con luôn. Vô rồi. Có điểm này là trước của anh đạt mấy con bự bự mà đợt đây lương cũng hơi nhỏ. Được hai ba con vậy em ơi. Còn bả này cầm camera đâu nghe này. Tử chết mà hay còn cái đít lên còn một lỗ nhỏ nè nó mới chết. Yếu à. Nè được một con lươn mà chết mất bạc. Dạ. Còn nó chết chứ không phải là yếu đâu. Nước sạch. Rút luôn. Tiếc quá. Bữa qua đây này mà còn có bữa qua tính đây này đặt 4 ống rồi hoàn cũng đặt hết ống đi. Điểm này rất là ngon. Để hôm sau mình lên lại đây mình đặt giúp. Cái máy lầm rồi. Ô nhe luôn mà. Quá ô nhe luôn. Ô ngập ống rồi. Rút ống luôn nè. Rút lớn quá. Nó chảy mạnh quá. Chảy mạnh có chảy uri mới có. Không có. Rút là chảy phải uri rồi. Cái áo là phá nhất là cái đoạn này nè. Cái riu ra lụm. Càng riu càng nhiều mà. Đúng rồi. Lúc chích luôn. Mớm à? Mớm. Mớm à mọi người.
được một ống có. Ống phía đầu dưới kìa. Mình phải giặt xả bớt cái màu ra đây mà. Để rằng nó hao quá thì mình xào lương nó không có vô. Lương nó phải tanh tanh này chứ không phải thúi đâu. Để mình đổ thêm được nguyên lương này. Ủa chết mất anh em ơi. Ui ba con. Ba chết. Con. Chết chứ không phải là còn sống, anh em tưởng còn sống chứ. Ừ, cục cửa không? Hết cục cửa luôn. Chết mất anh em ơi. Cho nước này, nước nó vô, nước mưa. Nước mưa vô cái nó ngập, nó ngập. Mà chưa ương đâu nha anh em. Ương nó còn chắc nó còn chắc nhờn này. Còn chắc nhờn này chưa ương. Bây giờ mà anh em mình sẽ thêm điểm tiếp theo nha. Nè chỗ cổ phụ phủ các bạn. Ở đây thì nó thông với cái đập lớn của mình. Đây nước không có sợ ngập ống. Sốc này giờ gió sốc bá giữ người đây rung ngay rung ngay không có rồi rồi sốc ống em ống em gì để nó nào. Ừ, mấy điểm mà thiệt ngon mà không có. Quá vô lý à. Mấy điểm mà tự tin ghê gớm luôn à. Không có lương. Mình ra phía sau nữa nè. Mấy điểm quá đẹp luôn. Biết ông thầy dưới đây có không nữa. Cái điểm vừa đầu của anh em mình dỡ là anh em trước mình thả 4-5 con này, mấy con mà lương to to tầm 300g một con, 300g, 200g, có con gần 400g. Thật đây mớm mình thả giặt bèo nè anh em ơi, xung quanh là bèo. Từ từ với làm gì lật đặt với bảo à mi từ từ thôi chứ. Không có đâu. Rồi xúc ống. Điểm quá đẹp luôn. Đây là cái con đập mà anh em mình nước nó chảy xuống, anh em mình giật cái gách á. Thông vô cái con mương này anh em ơi. Thằng đây là cái con mương nó thông vô phía bên trong này. Đây là cái đập lớn. Bèo rồi. Bao quanh này hai anh em rồi, chưa thoát được. Có cái này khỏi bàn luôn, không ai bắt được nó. Anh em mình sẽ tiếp tục xuống thêm ống sát ngay đây này bạn, ngay chỗ cái tèo lá chuối này. Anh em gom tầm hơn nữa số ống mà chưa có gì. Rồi mớm rồi. Lương ấy đổ rồi, cầm cái tay lại chứ. Đổ lương, đổ ra túm cái tay lại, đổ sao đổ hết ra. Dưỡng mớm rồi cha. Còn xéo ống nữa anh em ơi. Cái bãi này quá đẹp luôn, bữa nay này xuống cánh cầu cá lép. Bữa này nó có bãi trống rồi nè. Thoáng cá nó sẽ vô nó lấy oxy. Ngập ống luôn không bà? Ngập ống luôn nè. Em biết đổ rung á. Không có. Bãi đầu chưa cảm nhận được ống nào có lương hay không có lương đây nè. Đổ ra nó xúc xúc lương đâu, xúc lên. Từ ít lần nó quen à. Rồi mới mà.
anh em thông cảm nha. Dạ lần đã quen rồi. Đây còn ống này kìa. Không biết đây. Xíu mình gửi luôn. Ôi. Đây ạ. Đây, kéo lên mặt. Chút nha. Xem thử. Điện này ba đẹp đẹp lắm. Mình đổ này thỏ tay rồi chặn cho nó thẩm. Không có luôn. Xúc lên. Xúc cái toa luôn bà ơi. Nên ha. Nhưng mà này bèo. Nít luôn. Đẹp ghê gói mà không có. Quá buồn và thất vọng luôn anh em. Ừ, tiếc quá trời. Đúng đẹp, địa điểm đúng đẹp luôn. Ngay khúc đang đẹp hai ống. Hai bên hai ống. Cái này rậm rạp lắm anh em ơi. Bị ngập nước không rồi anh ơi. Ờ, cái nó nước lớn mà. Nhàn nạn. Thôi mà thôi bà. Ốc này ốc nhiều sao qua bên kia này ốc. Ốc này ốc nhiều rồi. Có lương. Bóm toàn lập nè em. Sát bờ bà. Mắm à. Để lên chỗ đây mình xúc ống và mình rửa ống luôn nha. Niềm hy vọng cuối cùng rồi anh em ơi. Niềm hy vọng cuối cùng của mấy em mình nè. Mới được có 4 con rồi. Con nhỏ nhỏ nhỏ. Nem con mà bị xảy mất một con. Mắm à. Lạ ta. Mắm em. Nghe tiếng biết mắm à. Còn ống cuối cùng rồi em ơi. Ở đây gì xa xa thấy cái rạp cưới không? Cưới con hay gà ấy. Anh em mình đi thả ống trấm sang mà chất lương. Anh em mình làm. Mình làm vô sạch sẽ mình bỏ tủ lạnh để mai. Mấy anh em mình nấu cháo ăn nha. Chứ sáng nay cô Hiệu với cô em nó đi bưng quả cho anh he ghê à. Anh em mình để mai anh em đông đủ anh em mình nấu. Nấu ăn. Anh em thấy mấy cái điểm này quá đẹp luôn. Đẹp mà không nói thành lời luôn. Vẫn móm như ngày nào. Được rồi thôi ba. Móm nè. Đậu ốc ra nè. Nhiều lúc nó dính đường nhỏ mà không để ốc mà. Không có. Màu thơm bán như thế này. Hay là cái mồi đây nó gọi là chưa đủ cái độ nhẹ lương anh em. Mình nghĩ là cái mồi đây chưa đủ độ nhẹ lương chứ vì những cái điểm này rất là đẹp luôn mà không có lương là mình nghĩ quá vô lý luôn. View chịu đo cỡ này mà không có. Mình nghĩ là cái mồi đây là nó không có nhẹ cá, nó nhẹ lương không anh em. Chốt đơn là anh em mình dính được có 4 con lươn này, 4 con lươn nhỏ 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 như con tè, không có lươn to. Với một con ngày hôm qua nữa là 5 con. Chung hôm nay là cũng khá là thất vọng anh em. Anh em đi đánh lươn mà được có 4 con bí bí. Nó không to đợt đây, lươn không to. Nghĩa là xe lục thả hợp lý nhất luôn anh. Để
để sao lục đi, không để tầm mười mấy 20 ngày nữa mưa nhiều á là đất ẩm nó sẽ có trùng, chứ bây giờ chưa có trùng được. Nên anh em mình xài cái mồi ốc thì mình nghĩ nó không có hiệu quả bằng cái mồi trùng được. Mồi trùng vì cái mùi nó tanh, nó rất là cao. Hồi giờ quê mình thả trấm là 100% là làm bằng mồi trùng hết nha anh em, chứ ít khi mà không có ai mà xài mồi ốc á, vì anh em mình bắt đất dễ quá mới xài mồi ốc thôi. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tiến hành mình di chuyển về nhà, rồi mình sẽ quay cái thành quả của mấy anh em mình cho anh em xem nha. Anh em mình vừa về tới nhà, bây giờ mình sẽ quay cái thành quả cho anh em xem nha. Nói chung là mớm quá thật sự anh em. Hôm nay được 4 con lươn nè anh em ơi. 4 con thì đây gọi là lươn mini thôi. Mình nhớ. Nó là ná một sai anh em. Nó là ná, con này hơi nhìn nhỉnh hơn, đổ ra cho anh xem nè. Lương này tối qua nước nó lớn quá nè, lớn cái nó bị ngộp mà sau đó nó chết, con máy chết chứ chưa có chết lâu nè. Còn nhớt mà còn mềm này, mềm thấy không? Lương nó chết lâu là nó cứng đơ, con này nó cầm nó còn nhớt, cái kiểu nó còn đang hấp hấu hay sao em thấy không? Nó còn cục cửa này yếu quá. Chứ ngày hôm qua anh em mình thả lập cá được một con lương này nữa, hay hôm qua mình đem mình xào rồi lá lớp mình ăn cơm, rồi hôm nay là mớm rồi đây mình để dành hay nào là chừa ché rồi được ném con, để hôm nào có trùng anh em mình sẽ làm lại clip thả ống tấm lương. Mình nghĩ cái mồi này nó chưa có hiệu quả được. Anh em nào ở miền Tây, anh em nào có cái bài mồi nào mà trừ cái mồi trùng mà nó hiệu quả cũng ngang ngửa mồi trùng thì anh em hướng dẫn và chỉ giúp mấy anh em mình nha. Vì ở quê mình thì đa số là thả lương là bằng mồi trùng thôi mà. Hôm nay anh em mình chữa chá, mình dùng cái mồi mồi ốc thấy nó không hiệu quả anh em ơi. Không hiệu quả chút nào. Bình thường anh em mình đánh lương không có bữa nào mà mớm như thế này đâu. Lương chút mà được có 4 con, 5 con mà xảy mắng con. Mai món này nó cháo ô nhê chưa? Dạ quá ô nhê luôn. Quá ô nhê luôn ạ. Nó nào táo nữa, trời lạnh mưa nữa hấp y bà luôn. Làm thêm một ít nấm rơm nữa. Anh em mình bây giờ sẽ làm lương này sạch sẽ mình bỏ ngang máy tủ lạnh. Rồi anh em mình nghỉ ngơi, rồi chiều anh em đậu, rồi chiều anh em mình lên đồ. Anh em mình đi ăn đám cưới nha anh em ơi. Để anh em mình ăn đám cưới này hay gà. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành mình nấu cháo nha. Sáng này nấu cho lương ăn sáng luôn. Qua lương được bao nhiêu đây anh em ơi? Được 4 con nhỏ và một con bữa mình thả lập cá nó vô rồi. Lương đợt này chưa có lương to, hay là mồi mình nó chưa có đủ cái độ bén. Lương mình sẽ luộc sau đó mình sẽ vớt ra mình bao với nghệ và củ hành cho nó thơm. Em trước là mình với củ hiệu là thả lương xài cỡ đây trở lên, không có nào mà xài nhỏ. Để chờ ít hôm có trùng à. Sao mấy tráng sĩ ngày hôm qua đám cưới đuối quá luôn. Đuối luôn anh. 8 giờ sáng, 8 giờ tối. Độ lâu đám cưới vui anh em. Anh em tập trung vui. Sao Bảo? Nhìn nào cháu cũng quá chất lượng. Bảo hôm qua uống được 2 lon. Nói uống xìu mà. Uống xìu, uống gãy mà, uống chiên nhiều mà. Uống nhiều như tụi anh, uống nhiều mệt, sáng ngày mệt đó. Nhiều lúc cứ hứa trong làng là mình bỏ nhậu, mà cứ chiều lại cái bạn bì rủ cái mình lại quên là hứa. Phá lực. Bà má của mình là uống bia Tiger, có nắp bia nhà này. Uống bia lon mà có nắp bia mà. Bia lon mà có nắp bia thôi. Anh em mình sẽ ít lương quá, nên anh em mình sẽ nấu kèm với một ít nấm rơm đó cho cái nào cháo uống. Nồi cháo mình nó ngọt. Mình luộc cho lương nó chín nha. Sau đó mình sẽ vớt lương ra. Mình sẽ phi thơm với nghệ tư này, ớt của hành. Trong độ đồng anh em mình thích là nấu với nghệ. Cái mèo một là cái mèo sắc nó đẹp, thứ hai là nó thơm, nó bán đi cái mùi tanh. Bây giờ mấy em mình sẽ tiến hành mình phi thơm cái gia vị nha. Thơm gia vị cho nó vàng lên một xíu.
cho lương vào, cho nấm rơm vào. Anh em mình ít đồ thì mình cứ thêm topping nha. Thêm topping vô nhiều nhiều. À, mình sẽ tiến hành mình nêm nếm gia vị nha. Ngọt. Muối. Hạt nêm. À, một ít nước mắm nhỉ cho nó thơm nha anh em. Thơm và nó ngọt. Đó. Là mùi thơm rồi á. Thơm không? Thơm rồi á. Lượng dài. Lượng bao dài luôn. Cẩm bẩu cho ngày hôm qua. Đấy, lương nhỏ thấm gia vị nè. Một số mình thấy một số quán bán là người ta sẽ tuốt lấy cái phần thịt đâu, còn bỏ cái phần xương sống. Còn anh em mình dân giả thì mình lấy cái phần xương sống luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho trái vô nha nè. Bảo lấy cái lá cho trái cho Bảo ơi. Đây con nào cháo đơn giản mà chất lượng à. Mạnh quá. Cái xuồng này. Wow. Hôm nay mình sẽ đợi nó sôi nêm nếm lại một lần nữa nha. Rồi đây mình sẽ tiến hành thưởng thức món cháo lương. Bây giờ cái nào cháo lương của anh em mình đã chín rồi nha. Quá chất lượng luôn. Bây giờ mình sẽ cho thơm vào nha. Cho rem hành ngò, ngò gai vô cho nó đủ vị nha. Ui, dí bài luôn. Này mình sẽ dùng cái nước mắm nhỉ cầm giùm anh cô em. Mật tím, mình ăn kèm cho nó ngon. Nhỉ nha nè. Ui, bèm thơm ghê á. Đó. Anh em ăn kèm chạy chạy nó chấm với rau. Không, bỏ vô của em. Sang qua đi. Sang dĩa đi. À, trước khi ăn, mấy anh em cho Toàn xin ít chục giây để quảng cáo những sản phẩm của mình nha. Đây là nước mắm nhỉ nha anh em. Sản phẩm tiếp theo là nước mắm đục. Mắm đục đây anh em dùng để trước khi ăn anh em lát lên nha. Anh em dùng để chấm thịt luộc, rau luộc. Mùa đông mà anh em mua 1-2 chai để dành để chấm thịt luộc, rau luộc. Đúng bài luôn. Sản phẩm tiếp theo là mắm cá cơm nguyên con. Đó, anh em thấy nó còn nguyên con cá không? Mắm tiếp theo là nước mắm mực nha anh em. Mắm rút nguyên con. Cũng mắm rút muối chua luôn nha anh em. Và sản phẩm cuối cùng là mực riêm. Anh em mua mực riêm dùng để ăn cơm. Thật là làm mùa nhậu cũng rất tuyệt vời. Nhiều lúc anh em đi làm về trễ không kịp thời gian nấu cơm hoặc là đi chợ thì anh em lấy hũ mực riêm ăn tạm cũng tương đối là ngon. Anh em nào có nhu cầu mua những sản phẩm mình để ủng hộ hoặc trải nghiệm thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. Mình sẽ để số điện thoại với cặp cái màn hình. Rồi, bây giờ không để mấy anh em chờ lâu nữa, mình sẽ hạ bớt ra xuống. Đó. Cô em qua lượm miền cái tô để múc cho camera chạm nữa. Lỡ ngon quá mình ăn hết phần của camera thì khổ nha. Đó, cho camera. Tô cháo anh quá chất lượng luôn. Đã hấp dẫn không? Cho lượng này không gì nói gì nữa. Không còn gì để bàn luôn. Thì mình sẽ bỏ một ít rau má vô, anh em nào muốn ăn ăn. Rau má ở sau vườn nhà mình. Trời mưa rất là tốt luôn. Nó dài mà nó non chứ không phải nó già đâu nha anh em. Dài mà nó non, mình không có cắt ra mình để dài cho hấp dẫn. Đấy, nó cũng teo lại. Đúng không? Này đây rau má ở vườn nhà mình này. Trời mưa ở quê thì ít tốn tiền đi chợ đấy. Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn. Trời mưa một cái gì cũng tốt hết. Đúng rồi. Ủa. Đúng rồi. Em thấy không? Lương đã ngọt mà mình bonus thêm nấm rơm nữa thì không còn gì để nói. Bảo ăn rau má không? Dạ ăn luôn. Ăn rau luôn phải không? Đây. Đó, một tô 15 ngàn về chỗ. Cô em ăn bao nhiêu tiền? Em ăn 20 đi. 20 phải không? Sáng ăn 20 cho no cái bụng. 20 cho 2 khúc lương. Trái ngọt kế gì. Đúng son luôn.
Có luôn. Khi xíu nữa em hết mực còn ráng cả em luôn. Đây của em. Ồ, tới lượt mình. Mình thì mình chủ quán này, mình muốn ăn bao nhiêu mình ăn khỏi cả mua. Cho ra má cho. Má này mà xe uống nước là uống đúng bài luôn á. Uống mát. Cho má chịu đâu. Rồi, bây giờ mời cả gia đình dùng bữa với má em mình nha. Mời cả nhà nha. Ôi, còn chút ra má thì mình cho nốt vào luôn. Thưởng thức mời cả nhà. Lường. Lường chấm thêm nước mắm nhĩ, kèm miếng ớt nữa đúng bài. Ném quá. Nóng ném với phê em. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Lương tự nhiên mà, chất lượng. Mời anh em nha. Lương nó dai nó ngọt. Cảm nhận lương thịt nó dai mà nó ngọt. Đúng lương đồng không? Lương đầu đây không có lương to anh em. Mình nghĩ là cái mồi ốc của mình chưa có đủ độ nhẹm nên không có dụ được những con lương nó vô nhiều. Để tầm có mười mấy ngày nữa. Trời nó ẩm, đất nó ẩm một xíu nữa, mình sẽ đào tuồng mình làm quay lại clip đặt ống trống lương cho anh em xem. Nhiều anh em cũng bình luận dưới phần video của mình kêu hôm sau có cá mà cứ đi qua lại, nhưng thật sự ở quê mình tới mùa mưa đồ mình bản thân mình thì mình cũng thích đi bắt cá anh em ơi, chứ mình anh rảnh không? Mình cũng hay lên YouTube mình coi những cô chú ở miền Tây đi bắt cá rồi đánh lưới đó, tính mình thích dân dã. Nhiều anh em kêu có mấy con cá mà cứ đi qua lại mà thật sự có nhiều người cũng rất là thích những cái cảnh mà đi thả lưới bắt cá, vì những anh chị đi xa quê nhiều lúc thấy những cái video đấy lại nhớ nhà, cũng mình thấy cũng nhiều anh chị cũng ủng hộ. Và thật sự khi mình được cái sự yêu mến của mọi người rồi thì mình làm gì mọi người cũng ủng hộ và cũng thương, mà khi có người đã ghét thì bây giờ mình làm gì người ta cũng ghét anh em ơi. Nói chung là 9 người 10 ý mà, nói chung là mình cứ cảm thấy những cái nội dung nào phù hợp thì mình cứ làm thôi. Còn mọi người anh chị yêu quý thì cảm ơn, còn nhiều anh chị không yêu quý thì cũng không sao. Còn làm dâu trăm họ mà anh em, chung dãy mà. Cuộc sống em do đẹp mình lại quán thấy có người có mà anh em mình mua về thả cho. Chịu luôn á. Wow, cháo ngọt. Nấm rơm chấm bánh nhỉ nữa ngon. Ngon. Ngọt. Bây giờ nhiều anh em á, nhiều anh em không? Bình luận những chiều cá mình mua chắc ở chỗ những anh em là không có cá nhiều như vậy, nên anh em cứ nghĩ là cá tự nhiên mà sao có nhiều như vậy, chắc là mình mua bỏ vô, nhưng thật sự không phải anh em ơi. Anh em mình xưa giờ có sao mình nói vậy, anh em mua thì mình nói mua, thả lưới thì mình nói thả lưới, và gần anh em mình kích điện thì mình nói kích điện thôi, chứ mình có sao nói vậy. Mình không có xạo chỉ đâu anh em ơi, không phải đi mua cá đâu, thả vô hoặc là đi thả lưới rồi đi kích điện rồi mình kêu thả lưới đâu, rồi mình kích điện mình nhắc cá vô lưới đâu. Ồ, cái nấm rơm nấu cháo đúng là hài luôn, ngọt. Do lương thì nó béo, ở bên tem thì thịt nó dai, nó ngọt. Hôm sáng mà có nào cháo lương là ăn thôi, còn được phải bàn đó. Đậm bạc. Đậm bạc ấy? Dạ. Vô nhà ốc, nó chưa nhạy bén nhiều. Thật sự đi quay những clip đi bắt cá hoặc là đi thả con lươn, hay là nói chung những clip nào mà anh em tự đi săn bắt về làm tục á, thật sự nó rất tốn thời gian và tốn công sức của anh em rất là nhiều. Mà mọi người nhiều người không thích mình, nó vô nói nhiều cái mình cũng buồn, mà không sao, mình cũng dạng lũ bão này, nói chung
vì bão đồ cũng còn mới, như tâm lý còn chưa vững á, nên mình khuyên là hạn chế vô đẹp những cái bình luận vì tâm lý đồ em nó nhiều lúc mọi người không thích rồi bình luận tiêu cực làm những anh em trong team mình nhiều lúc cũng buồn và cũng nhiều lúc cũng nản anh em, nên anh em yêu quý mình thì mình cảm ơn nha. Còn anh em nào gác thì cũng có gì anh em cứ bình luận phía dưới mình, hoặc là mình có số điện thoại anh em cứ nhắn tin góp ý với mình. Nhiều lúc bình luận phía dưới mấy như bão gà tơ vô thấy bình luận nhiều lúc thấy buồn, cũng nhiều lúc cũng nản, nhưng mình cũng động viên bả mấy kêu không cố gắng em. Nói chung là nghề đây thì 9 người 10 ý thì mình không có thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người đâu, vì một video có mấy chục ngàn người xem lận á. Bây giờ mình sống ở hàng xóm có quanh quẩn, có đầu trên đầu dưới, có tầm vài trăm mét mà còn có người ghét người thương, mà huống chi là trên mạng xã hội. Đúng rồi anh em, đúng không em? Đúng rồi anh, cuộc sống là anh. Rồi dùng đi mấy đứa. Dạ. Khúc lương người trái ngon quá, khúc lương bá đạo rồi, làm phát à, béo đẹp. Đây là nguyên con em nó đỏ, còn hơn về bữa em là chặt khúc khúc nhỏ nhỏ, em không đỏ gì hết. Đây em nguyên con phê luôn. Này mới đã, mà lương đợt đấy chưa, không có lương to. Lương to nó chưa lên. Không phải đâu, cho nghĩ là màu mình chưa đủ nhẹm. Vì những con lương to nhiều lúc nó xanh đà rồi, nó xóa đà, xóa đà rồi. Nó khôn á. Dạ, dạng kinh nghiệm. Đúng rồi. Mà cả nhà nha. Béo. Lương nằm em quá chất lượng à. Đẹp. Cái dàn nó béo. Đặt lương phê nhất là trong đoạn mà đi thu ống, thu hoạch đó. Đổ nước riu là phái. Ngày hôm qua anh làm chảy một con. Lúc con lấy là con báo dành cho báo, báo là chảy mất. Báo sáng à. Mấy anh em mà trước thì làm video, anh ngầu à, nói chuyện. Nó kể một câu chuyện tầm có gần một phút à. Mà nó kể 4-5 lần mà anh em mình không ai hiểu á. Nó kể, nó vừa kể mà nó vừa cười mà nó nói mình không hiểu. Bị nghẹn mà. Tới giờ cũng chưa hiểu luôn. Cô em hiểu hiểu chưa? Em cũng chưa hiểu luôn. Cái kia là chắc đang là bút nhờ người dịch. Nó vừa kể mà nó vừa cười mà mình cũng uống bia tiger bạc mà có nắp bia để chọi luôn mà em không biết nắp bia ở đâu là. Hiểu. Em nói bị liệu, em nghẹn, em nói chậm chậm, từ em nói không ai lật đặt đâu. Quá bề. Nước chanh nó ngọt. Để ít bữa mình đi đặt rồi, đặt lợp này, đặt sợi dây, đặt bẫy ếch, kém câu ếch cho anh em xem. Còn nhiều anh em mình có đặt, mình mua mớ dụng cụ về sáng bát á, để hôm nào thời tiết thích hợp là mình sẽ tiếp tục đi quay những clip sáng bát cho anh em xem. Mình cứ đem hết đồ nghề mình ra mình đặt hết luôn à. Nó được cái gì nó được. Ê, dạ. Mẫu hơn mà đặt một loại. Đặt hết sau đó mình tổng hợp lại một clip rồi lấy hết cái dụng cụ của mình luôn. Clip đặt hết dụng cụ mình là chuẩn bị cũng hơi mất thời gian á. Em nghĩ mùa này chắc là lương với ếch là xấu à. Lương ếch cá mà mấy anh em hôm nay bắt cũng nhiều à. Bây giờ mình sẽ chuyển qua kém cầu lương. Kém cầu ếch cho đặt lập ếch. Mấy cái lập cá mình mưa trời nước lụt á. Nước bắt đầu nó dâng lên cho mình đặt mấy mương rút á. Dạ, dâng lên ruộng như có à. Cái mương rút mà mình đặt chỗ khô luôn, mà nước mình nhám bề bắt đầu nó lên nhá. Đặt chỗ khô là tầm có 1-2 tiếng sau nước nó dần là có, nó sẽ mang theo những cái con bươm nó giờ đi vô ruộng là chắc chắn là mình nghĩ sẽ hiệu quả.
áo bổ nghệ vô mới khử được mùi tanh của lương, đúng thơm lương luôn. Anh này nè, cả nhà em chúc đầu nha. Thật sự những cái gì mà mình đi săn bắt á, tuy nó ít nó nhỏ mà mình ăn mình cảm giác nó ngon hơn mà mình đi mua. Thật sự cái công sức mình bỏ ra mà mình bỏ ra khi mình được qua là cái thành quả, mình cảm giác ăn rất là ngon. Hôm nay mình xuống kia mình được bắt chuột kìa. Ờ đúng không? Anh em mình đi thấy nó chuột nó chạy quá trời. Chiều đi. Mình bữa mình mấy anh em mình đi sổ nhái mà không có nhái. Đồng mình thấy chuột nó chạy trên trên đường nhiều lắm anh em ơi. Để mình đạt thử có không? Thì cho chiều nay mình đấu cái màu khác ta. Thêm màu của mì nó nhẹ không ta? Của mì hay mình lấy củ lan thử anh. Chiều mình đấu món củ lan đi. Lan mình đạt mình nghĩ nhiều, của chuột chạy đầy luôn anh em. Một cái đoạn đường tầm có 200-300 m mà mình lũ mình đi gẹp phải là mấy chục con. Mà chuột không có to. Chuột đồng thì nó như ngón chân cái mình đấu món mình đẹp mình về mấy hộp cơm. Chuột là hộp cơm anh. Mày hộp cơm. Không, mà chuột cống nhum. Cống nhum mấy hộp cơm ngon anh. Nhiều quá. Dạ. Chuột đồng nhỏ chả được anh. Đâu vậy? Mình nướng hay mình xào cháo chuột. Cháo chuột. À, để táo anh đẹp rồi mà anh nấu cháo chuột vô bãi rồi. Anh em chúc đơn táo đi bãi chuột nha. Dạ. Dạ. Tầm có anh em rửa 6 giờ mình đi cũng được. Không biết mai cô chú ở miền Tây chưa đạt chuột đồng bạc màu gì mình không rõ nữa, để xíu mình lên mạng mình tìm hiểu nha. Chứ quê mình thật sự hồi xưa giờ người ta đạt chuột nó ăn lúa cứ đẩy qua chơi qua ruộng là cứ đạt màu của làng của mình. Không mà ở quê mình có chỉ bao nhiêu màu đây, còn anh em miền Tây có cái bài màu nào đẳng cấp thì chỉ giúp mình nha. Lục đi bắt chuột mới vui. Đồ con cây rồi nó bò con cây lên mấy chỗ cào nó đó bạn. Trong đường nào mỗi lương gọi là tiếng nếm rửa luôn nè. Công sức anh em mình ngon thì có nửa điểm đâu, còn công sức của anh em mình dồn vào đây là 9 điểm nè. Rồi anh em ơi, chắc bây giờ mấy anh em mình cũng xin phép dừng clip tại đây. Mọi người yêu quý mấy anh em trong team thì cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Còn anh em nào muốn mua những sản phẩm để ủng hộ mình hoặc là trải nghiệm thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. Rồi anh em ăn xem rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị lại những cái bát chuột nào nó hư anh em mình sửa lại. Rồi chiều nay mình sẽ đi đặt bát chuột cho anh em quay. Đi đặt cua. Mình đừng nói tên đấy mấy ổng khôn lắm mấy ổng ní á. Bây giờ mấy anh em mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn người vào những video tiếp theo. Chào anh em.